Hello, xin chào các bạn. Kênh Tiếng Phát Vĩnh Long xin chào và chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà chuyến đi dọc theo những con đường phát triển sầm uất nhất thành phố Vĩnh Long và những con đường đang và tiếp tục xây dựng và sẽ hình thành trong tương lai nữa nha cả nhà ơi. Xin cả nhà theo dõi video vui vẻ ạ. Like, ủng hộ mình và chia sẻ cho bạn bè cùng xem để giúp kênh mình phát triển hơn nha. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Còn phía sau lưng mình là phía hướng từ Trà Vinh lên nha, bên phải mình là hướng xuống Phà Đình Khao đi Bến Tre nha cả nhà. Giờ mình chọn cái tuyến đường Phạm Thế Bường đi thẳng vào trung tâm thành phố nha. Rồi xin mời cả nhà nói góp theo mình đi tham quan một vòng thành phố Vĩnh Long vào buổi sáng nha. Đây là đoạn đường Phạm Thế Bường chạy dọc theo khu trung tâm đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Bên cạnh đài truyền hình Vĩnh Long là khu trung tâm mua sắm Wincom chuyên buôn bán vàng bạc đá quý nghe cả nhà, nổi tiếng nhất khu vực Vĩnh Long nha. Mình đi theo dọc con đường này rồi sau đó mình sẽ vào khu trung tâm thành phố Vĩnh Long và xuống bờ kè công viên sông Tiền và đi xem cầu công trình xây dựng cầu đi bộ và đường Võ Văn Kiệt sầm uất nối với đường nối ra đường dẫn xuống trung tâm thành phố nối với đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ và Cà Mau luôn nha cả nhà. Mình cũng xin giới thiệu cho các bạn, đây là đài truyền hình Vĩnh Long nha cả nhà. Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long nha. Và phía bên phải của đài phát thanh, nằm cạnh đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long là trung tâm mua sắm Wincom nha. Được nổi tiếng là bán trang sức và đá quý nha cả nhà.
Dọc theo tuyến đường của mình đang đi, phía bên phải mình là công viên trung tâm văn hóa cộng đồng Vĩnh Long nha cả nhà. Và tới chút nữa là sẽ là công viên sông Tiền cặp theo mé sông và bờ kè thành phố Vĩnh Long nha. Những nơi này vào cuối tuần và ban đêm là rất đông những người tụ tập vui chơi giải trí nha cả nhà ơi. Đây là hình ảnh cặp bờ kè sông Tiền thành phố Vĩnh Long nha. Phía xa xa là có một chiếc phà đang chở người dân từ bên cồn bên Cù Lao qua bên đi chợ bên thành phố Vĩnh Long và đưa đi qua và đưa về á nghe cả nhà. Sông này rộng đẹp cả nhà ơi. Những bụi lục bình trôi nhìn thấy bắt mắt. Đằng kia là chiếc tàu nhà hàng nổi nha, những đêm tối và những dịp cuối tuần là sẽ lên đó uống cà phê và đi cặp mé sông ngắm cảnh thành phố vào ban đêm rất đẹp nha cả nhà. Và trước mắt mình là giới thiệu cả nhà là công viên sông Tiền nha, cặp theo bờ kè phía sông thành phố Vĩnh Long và phía trước là cầu Cải Cá nha cả nhà. Xưa ai ở Vĩnh Long đều biết khu vực này nha. Cầu Cải Cá với cầu lộ sau này sẽ là một trung tâm nằm cạnh trung tâm thể dục thể thao cộng đồng thành phố Vĩnh Long và công viên sông Tiền là sẽ là một khu vui chơi vào ban đêm và cầu đi bộ đang xây sau này sẽ hình thành một tam giác rất là đẹp ở thành phố Vĩnh Long cả nhà. Một hồi mình sẽ đi chia sẻ cho cả nhà cái đường Võ Văn Kiệt nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Cần Thơ và Cà Mau luôn cả nhà, cái đường xuống thành phố Vĩnh Long nha. Và tiếp đến là hình ảnh công trình xây dựng cầu đi bộ của thành phố Vĩnh Long luôn nha.
Đây là toàn cảnh khu vực bờ kè sông Tiền, thành phố Vĩnh Long nha. Nó nối dài từ cầu Cái Cá lên tới khu Trường An, cầu Mỹ Thuận luôn á nha. Ban đêm ở nơi đây rất nhiều người tụ tập buôn bán, uống cà phê, giải trí và hóng mát, rất là vui và tấp nập nha. Và đây là tuyến đường dọc theo Lý Thái Tổ và đến cầu Lộ nha cả nhà. Tới đây mình sẽ xem công trình đang làm là công trình cầu đi bộ của thành phố Vĩnh Long nha. Ở đây hình ảnh công trình cầu đi bộ của thành phố Vĩnh Long nha. Nơi đây là hứa hẹn sau này sẽ là một khu đông đúc và tấp nập vào ban đêm nghe cả nhà ơi. Chạy vòng vòng hồi hết xăng thôi, ghé đổ xăng chút nha cả nhà. Trước mặt mình là dòng xây Long Châu của chợ của phường 2 nha cả nhà ơi. Đây là ngã ba trung tâm cửa ngõ đi vào thành phố Vĩnh Long hồi xưa nha. Một hướng đi về Cần Thơ và một hướng đi lên cầu Mỹ Thuận nha cả nhà ơi. Và bên tay trái mình là hướng vào Vĩnh Long nha, phía bên tay phải mình là đi lên cầu Mỹ Thuận, còn phía trước mặt là đi về thành phố Cần Thơ nha cả nhà.
Xin mời cả nhà theo mình đi dọc theo tuyến đường Nguyễn Huệ nha. Tuyến đường này là xưa chạy từ thành phố Hồ Chí Minh về tới đây và ngã ba đi về Cần Thơ nha. Đi dọc tới nữa là bến xe thành phố Vĩnh Long nha. Nhưng mà mình sẽ rẽ qua con đường Võ Văn Kiệt, con đường rất là rộng lớn và đẹp bậc nhất của thành phố Vĩnh Long nha. Đặng mình xem cái đường nối giữa đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận và Cần Thơ Cà Mau luôn nha cả nhà. Khu của quân đội ngày xưa và bây giờ rất là đẹp nha. Khu ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long vô những cái tòa nhà rất là khang trang và to lớn nha cả nhà. Những tòa nhà cao lớn của Ủy ban nhân dân thành phố và trung tâm chỉ huy của quân đội thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Nằm trong cái con đường này rất là rộng và đẹp, con đường lớn nhất thành phố Vĩnh Long. Con đường này hứa hẹn tương lai sẽ rất phát triển và sầm uất đây nha cả nhà ơi.
cả nhà theo mình chạy dài lên phía trước sẽ là cây cầu vượt qua sông Cái Cam để nối với đường để nối với đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận xuống trung tâm thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Cũng xin nói với cả nhà luôn, mình đi tới đây là đã trưa rồi, 11, 12 giờ trưa, nắng quá trời nắng luôn cả nhà ơi. Đứng giữa trời nắng để review cho cả nhà xem, nhưng mà xin cả nhà thương tình nhớ like, share, ủng hộ mình nha cả nhà. Nếu thấy video hay thì nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem và cho mình xin một lượt like, một lượt thích và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Xin cảm ơn và chúc cả nhà một buổi xem video vui vẻ. Chúc tất cả các bạn luôn thành công trên mọi lĩnh vực luôn nha.
Cả nhà ơi, video hôm nay hơi dài. Mình cũng cảm ơn cả nhà và các bạn đã bỏ thời gian qua theo dõi và ủng hộ mình. Xin cảm ơn và chúc tất cả ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công nha.